Xin chào thầy Hải, vui vẻ và đẹp trai. Con gửi A Lâm giao dịch công tác. Em tên là Mạnh, hôm nay em sẽ trình bày về công tác nghề cục quỹ. Công tác nghề cục quỹ gồm hai công tác là công tác thực nghiệm và công tác lưu hành. Công tác thực nghiệm gồm xác định vấn đề cứng nghiên cứu, quan sát, thu thập thông tin, đưa ra dự đoán. Cũng là thí nghiệm kiểm tra dự đoán, thứ năm kết luận. Với công tác mô hình cũng có 4 bước. Bước 1 xác định đối tượng cứng nghiên cứu. Xác định đối tượng cứng mô hình hóa. Thứ hai xây dựng mô hình sản giả thiết. Thứ ba kiểm tra sự phù hợp của mô hình. Thứ bốn kết luận nếu như cứng điều chỉnh mô hình thì mình gọi là bước hai. Em xin hết.